Tập 10. Tôi không xem anh là khách nữa. Tôi liều với anh. Dù đánh cược cả sự nghiệp của mình, tôi cũng phải liều với anh. Làm gì đấy, làm gì đấy. Nhạc Nhiên, Nhạc Nhiên, cô bình tĩnh đi. Tôi liều với anh. Vì 50.000 đồng mà giết người, không đáng đâu. Đúng đúng, Nhạc Nhiên, Nhạc Nhiên. Tôi không bình tĩnh nổi nữa, tôi liều luôn. Cô đừng kích động, kích động là ma quỷ. Vì gã cuốn này không đáng đâu. Làm sao mà tôi bình tĩnh nổi đây? Tiếng gì vậy? Anh Bành, không phải là anh muốn kiện chúng tôi tội phỉ báng sao? Cảnh sát đến rồi đấy. Tạ tổng, Tạ tổng. Chuyện gì? Lưng của anh đỡ chưa? Cô hỏi sớm thật đấy. Đỡ rồi. Ý của tôi là muốn bảo nhà bếp hầm một ít sườn cho anh để bồi bổ. Hoặc là nấu xương dê cũng được. Đúng rồi, chắc là lẩu xương dê hợp hơn. Thôi khỏi, cô vẫn nên nghĩ kỹ xem làm thế nào để nâng cao thành tích của mình đi. Có điều, nếu là cô đích thân nấu, tôi có thể xem xét miễn cưỡng chấp nhận. Tôi nấu ăn không ngon đâu, đồ tôi tự nấu, đến tôi cũng không ăn nổi. Vốn dĩ là có lòng tốt muốn nấu cho anh bồi bổ, lỡ như anh trúng thực thì biết làm sao đây. Cô đúng là ốc lợn. Tôi không phải là ốc lợn. Chuyện này không liên quan gì đến ốc lợn. Tôi bẩm sinh đã không có khiếu nấu ăn. Nhưng La Vi thì khác, cô ấy giỏi nấu ăn lắm. Còn có chuyện gì không? 50.000 đồng kia, cảm ơn anh. Đợi Gia Gia được điều tra xong, tôi sẽ lập tức trả cho anh. Chuyện của Ninh Gia Gia sẽ không dễ dàng vậy đâu. Tôi sẽ cân nhắc xử lý thế nào. Tạ tổng, anh nhất định phải xử lý khoan dung. Tạ tổng, anh nhất định phải khoan dung đấy. Gia Gia không như người khác nghĩ đâu, cô ấy có nỗi khổ riêng. Nỗi khổ gì? Nhà cô ấy. Tôi không thể tiết lộ quá nhiều. Nhưng mà Tạ tổng, xin anh giơ cao đánh khẽ, cho Gia Gia một con đường sống. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn anh trước. Được rồi, cô ấy cũng là người bị hại. Về chuyện này, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Thật sao? Cảm ơn Tạ tổng, cảm ơn Tạ tổng. Hôm nay hình tượng của anh tự dưng cao lớn vĩ đại như thế. Thật sự không thể nhìn thẳng vào ánh hào quang của anh luôn. Mắt của tôi làm sao thế này? Sắp mù mất rồi. Tôi đi trước đây. Chói mù mắt tôi luôn rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Không ngờ anh lại báo cảnh sát chuyện Bành Dương. Sao tôi lại không thể báo? Tôi tưởng trong mắt anh, danh tiếng của khách sạn là trên hết. Danh tiếng của khách sạn vốn dĩ là trên hết. Tôi cũng không cho phép bất cứ ai uy hiếp tống tiền. Nếu tôi nhân diện giải sớp qua chuyện này, lần sau sẽ có người chèn ép bày trò dị ứng, hoặc là ác ý bôi nhọ khách sạn, thế chẳng lẽ phải chịu thua sao? Tôi sẽ không cho phép bất cứ chuyện gì xảy ra. Đúng là phong cách làm việc của anh. Vừa rồi hai người thế này là gì? Anh nói Nhạc Nhiên sao? Đúng. Vừa rồi hai người thế này là gì? Tôi vừa nói với anh, tôi đã tỏ tình với Nhạc Nhiên. Cô ấy đã đồng ý rồi. Bây giờ chúng tôi đang hẹn hò. Tôi
Anh thích Nhạc Nhiên đúng không? Đúng thế, đúng là tôi thích Nhạc Nhiên. Anh cũng thành thực đấy chứ. Thích Nhạc Nhiên thì đã sao nào? Tôi lại muốn hỏi anh, có phải anh cũng có ý với cô ấy không? Phải. Tôi muốn cạnh tranh công bằng với anh. Được. Tôi quên nói với anh, tôi đã tỏ tình với Nhạc Nhiên. Cô ấy đã đồng ý rồi. Bây giờ chúng tôi đang hẹn hò. Anh xem con cá này, lạnh ngắt, khí chất nặng mùi chết chóc, rất hợp với khí chất của anh. Đến lúc đó lấy hình mẫu của nó làm tự do anh vậy. Cô xem miệng con vịt này cũng cứng biết mấy, không có tinh thần, rất hợp với khí chất của cô. Tôi làm một cái y hệt tặng cô. Cá chết, cứng miệng, cá chết. Cô đã là bạn gái của người khác rồi, đừng dạy dò tôi nữa. Một con nhỏ vừa xấu vừa ngốc, vừa đen vừa lùn, còn không lên nổi đẳng cấp 3 sao? Có gì mà không quên được chứ? Tức chết đi được. Đoan, tiếng súng vang lên. Năm con ngựa đua đồng thời xông lên. Sau đó thì sao? Đầu tiên, con số 1 dẫn đầu khá xa. Số 3 và số 4 không phân cao thấp. Đột nhiên, số 5 bị khí độc cản đường. Số 5 bị bắn chết. Dẫn đầu vẫn là con số 1. Mau 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 mau. Chỉ cần lạnh đến mức nhất định, nước mắt sẽ bị đông lại trong hốc mắt. Chỉ cần em không nhìn thấy nó rơi xuống, tôi trong mắt em vẫn là Tạ Phan Vũ đẳng cấp 7 sao hoàn hảo. Tạ Phan Vũ, anh đừng ngủ. Tôi sẽ kể cho anh một câu chuyện cười. Nghe xong đảm bảo anh sẽ nhiệt huyết sôi trào. Bác sĩ Mã qua tâm thần khám cho một bệnh nhân. Sau đó bệnh nhân hỏi bác sĩ Mã, tại sao tôi cảm thấy mình cứ mãi là một con gà con. Sau đó bác sĩ Mã trả lời anh ta, bắt đầu từ khi nào anh cảm thấy mình là một chú gà con? Sau đó, anh đừng ngủ, anh đừng ngủ. Sau đó bệnh nhân ấy nói, bắt đầu từ khi tôi là một con gà bé xíu. Có phải rất buồn cười không? Tôi sắp phải đi rồi. Cô ấy còn cười vui vẻ đến vậy. Đúng là chị em cây khế. Nhạc Nhiên. Gia Giai, cô đừng vội thu dọn đồ đạc. Biết đâu có cơ hội xoay chuyển tình thế. Có hay không trong lòng tôi hiểu rõ. Lần trước Nhạc Nhiên đã lấy kim bài miễn tử cứu tôi rồi. Lần này không ai cứu nổi đâu. Cảm ơn. Lại để em lấy được danh hiệu chìa khóa vàng. Anh yêu em. Chỉ cần em dám cược, anh tuyệt đối sẽ không để em thua. Lời tỏ tình sến sẩm như thế, đúng là quá đáng sợ.
Nhạc Nhiên, rốt cuộc là cô đang làm gì vậy? Không làm gì hết. Gia Gia sắp bị đuổi đến nơi rồi mà cô còn cười lớn tiếng như vậy. Gia Gia sắp bị đuổi rồi ư? Chuyện gì thế? Cô không đọc tin nhắn trong nhóm chat à? Tôi chưa đọc. Bây giờ tôi đọc ngay. Gia Gia, cô đợi một chút đã. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao cô lại bị sa thải? Không đúng. Tạ Tổng đã nói trong chuyện của Bành Dương, Gia Gia cũng là một trong những người bị hại, nên sẽ xử lý khoan dung. Bây giờ anh ấy có ý gì đây? Sao lại nói đuổi là đuổi rồi? Không được, tôi phải hỏi anh ấy xem rốt cuộc là chuyện gì. Đừng. Đừng đi tìm David, cũng đừng đi tìm Tạ Phan Vũ. Cô ra mặt chuyện này mãi cũng không tốt đâu. Công việc là công việc. Với cả, tôi đã bị người khác nói là dựa dẫm đàn ông rồi. Cô đừng để người khác nói mấy. Không phải tôi vẫn còn có kênh video cá nhân trên mạng sao? Dù gì cũng có mấy trăm ngàn người hâm mộ. Nếu thực sự hết cách, tôi làm buôn bán nhỏ gì đó cũng được. Giải tán. Dây gơ của chúng ta đành phải giải tán vậy. Em có một chuyện muốn xin anh giúp đỡ. Nhạc Nhiên, David, chuyện của Gia Gia thế nào rồi? Yên tâm đi, chuyện của Gia Gia anh sẽ xử lý ổn thỏa. Cảm ơn anh. Sao vậy? Em chắc là chưa quen lắm. Vậy thế này thì sao? Cái gì? Mới đó mà đã hôn rồi à? Vì bạn thân, mình đành bán sắc vậy. Không đúng. Bây giờ anh ấy là bạn trai của mình mà. Mình tới này không tính là bán sắc nhỉ? Nhưng sao mình lại... Con gái đừng nên câu mày. Câu mày thì không đẹp đâu. Mình còn tưởng là... Ôi trời ơi, mình đang nghĩ gì vậy? Sao mình lại đen tối vậy chứ? Làm gì đó? Ban ngày ban mặt. Nếu không kiềm chế được mình, có thể đi thẳng rẽ phải thuê một phòng. Nhân viên nội bộ giảm giá 30%. Tạ Tổng, nói chuyện khó nghe quá đi. Khó nghe chứ không phải là khó nhìn sao? Trong mắt của hai người còn có khách sạn không? Hai người là nhân viên đến đây làm gì? Không phải là khách hàng đến đây để yêu đương hẹn hò. Bây giờ vẫn chưa đến giờ làm gì? Đây chính là chìa khóa vàng mà cô luôn miệng nói sao? Đây chính là thái độ dành chìa khóa vàng của cô sao? À, tôi biết rồi. Một chìa khóa vàng thực sự đã ở cạnh cô, không cần quan tâm đến hàng giả nữa. Xin anh nói chuyện tôn trọng người khác một chút. Tôi mặc kệ cô có thái độ gì với chìa khóa vàng. 50.000 đồng cô nợ tôi nhất định phải trả. Phải trừ trong tiền lương của cô. Tốt nhất là thái độ làm việc của cô phải nghiêm túc đấy. Nếu không, em nợ tiền của anh ta. Chuyện đó em giúp Gia Gia. Số tiền này tôi sẽ trả thay cô ấy. Khoản tiền này không chấp nhận trả bằng bất cứ hình thức nào khác. Chỉ có thể trừ vào tiền lương của cô ấy. Khi nào trừ xong thì lúc đó cô ấy sẽ rời khỏi đây. Anh làm thế là hạn chế tự do cá nhân. Tôi hạn chế cô sao? Tôi cho cô tự do để cô bay đi à? Yêu đương thoải mái không thành vấn đề. Bây giờ là thời gian làm việc 20 phút rồi. Cho nên yêu đương làm lỡ công việc, trừ 2.000 trong tiền lương của hai người. Anh gì mà anh? Còn không đi làm gì? Để tiền lương bị trừ sạch đúng không? Vậy là 50.000 đồng Nhạc Nhiên mượn giúp Đinh Gia Gia là mượn từ chỗ của anh đúng không? Liên quan gì đến anh chứ? Bây giờ anh đã giúp bạn gái tôi. Số tiền này tôi sẽ trả thay cô ấy. Bạn gái của anh, đừng có tưởng bở. Dù hai người kết hôn thì tiền này cũng là nợ trước khi cưới. Cô ấy phải tự gánh giá. Anh không có tư cách gì trả thay cô ấy đâu. Tôi sẽ thu lãi từ số tiền này. Lãi rất cao. Món ăn này chỉ nấu thôi vẫn chưa đủ. Phải chú ý trình bày.
phải bày biện thật đẹp, phải đầy đủ sắc, hương, vị. Còn việc gì có thể làm không? Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn kiếm tiền, còn có việc gì không? Tức chết mất. Tôi không tin tôi làm việc chăm chỉ vẫn không trả nổi. Đang yên đang lành mà Nhạc Nhiên làm gì thế? Nhạc Nhiên, cô đang làm gì đấy? Cơm hải sản này khách đã dặn phải nấu nguyên con. Thái dụng rồi thì cô tự ăn đi nhé. Thì hai con hải sâm trừ trong lương của cô. Cái gì? Ý của anh là giữ Ninh Gia Gia lại. Phải. Điều kiện mọi mặt của cô ấy đều rất thích hợp làm bộ phận lễ tân. Có thể nói là người thích hợp nhất trong số khóa này. Tất nhiên, cô ấy cũng có rất nhiều vấn đề. Nhưng chúng ta cũng có thể chỉ dẫn cô ấy theo hướng đúng đắn. Ý nghĩa của việc thực tập chẳng phải là lấy sở trường bù sở đoản sao? Không phải anh đang nhờ tôi giúp thay bạn gái của anh đấy chứ? Nếu là vậy, thì xin lỗi nhé. Thứ mà tôi không thiếu nhất chính là nhờ giả. E là không giúp được anh rồi. Anh có ý gì? Ý của anh là Nhạc Nhiên là bạn gái tôi, nên anh mới không đồng ý, đúng không? Phải. Vốn dĩ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển, nhưng vì là anh cầu xin, vậy thì trực tiếp sa thải đi. Hay là lát nữa tôi lại đứng. Đứng lại. Có gì thì nói đi. Là thế này. Tôi tổng của EVO và vợ ông ấy muốn đến khách sạn của chúng ta để kỷ niệm ngày cưới. Vợ của ông ấy muốn khảo sát khách sạn chúng ta có thích hợp làm triển lãm tranh hay không. Vậy nên tôi muốn đến đây xin ý kiến của hai vị, xem nên tiếp đãi thế nào. Là tổng giám đốc EVO, là bà tiền của phòng tranh ngâm mạc sao? Phải. Chúng ta luôn muốn cùng EVO hợp tác với thị trường nước ngoài. Vậy thì họ chủ động tìm đến. Nghe bộ phận kinh doanh nói là khách này là do Ninh Gia Gia tìm được. Lẽ nào David không biết chuyện này sao? Vậy trợ lý Mia thấy hai vị khách này quan trọng không? Tôi cảm thấy khá là quan trọng. Vậy có phải là nên tính công cho Ninh Gia Gia không? Tính hay không tính, nên để phó tổng giám đốc và giám đốc quyết định. Tôi đi làm việc trước. Nếu cô không tỏ thái độ thì tôi sẽ trực tiếp sa thải Ninh Gia Gia. Vậy vẫn nên tính công đi. Tôi cảm thấy cô ấy rất thích hợp để làm lễ tân. Được. Vậy thì tôi nể mặt trợ lý Mia, Ninh Gia Gia có thể ở lại. Cảm ơn tài tổng, tôi sẽ đi làm việc. Anh cố tình chứ gì? Nhìn ra rồi à? Tôi vô tình thôi. Cảm ơn bố. Bố yên tâm đi. Con nhất định sẽ thu xếp phòng đẹp nhất cho bố mẹ. Nhất định sẽ khiến cho mẹ vui vẻ, để bố mẹ có một lễ kỷ niệm ngày cưới vừa lãng mạn vừa khó quên. Lục Hạo, anh ấy ở đây. Bố muốn nói chuyện với anh ấy không? Vâng. Vậy bố mẹ đến khách sạn rồi nói nhé. Vâng ạ. Tạm biệt bố. Anh yêu, bố mẹ em chào hỏi anh. Còn nói muốn hai chúng ta dùng bữa. Đến lúc đó anh đừng khách sáo gì nhé. Nhất định phải gọi món đắt nhất, ngon nhất, biết không? Được. Cái cô Ninh Gia Gia này cũng thật là. Em giúp cô ấy việc lớn như vậy, cô ấy cũng không cảm ơn em. Chỉ gửi một tin nhắn cũng được mà. Sang Sang à, em đấy, phải độ lượng một chút. Làm việc tốt thì không cần báo đáp. Giả lại, con người Ninh Gia Gia vốn là gì? Nhìn bề ngoài có vẻ khá cởi mở, trên thực tế lòng tự trọng cao hơn bất cứ ai. Lòng tự trọng gì chứ? Cả ngày cô ấy giả vờ làm con nhà giàu, ai mà chẳng biết hoàn cảnh nhà cô ấy như thế nào. Thực ra em cảm thấy con người có đôi khi cũng khá thú vị. Người đó càng thiếu thứ gì thì càng muốn khoe khoang thứ đấy. Có lúc em cảm thấy người nghèo khổ mà nói, lòng tự trọng chẳng là gì cả. Tự trọng quá lố sẽ thành tự ti. Anh nói xem có đúng không? Anh có nghe em nói không đó? Lục Hạo, anh thấy có đúng không? Làm gì vậy? Phòng của em anh đã dọn dẹp xong rồi. Anh đi dọn phòng của anh đi. Nhanh quá vậy? Anh đợi em với. Lục Hạo.
Làm gì đấy? Không làm gì hết. Không làm gì là làm gì? Không làm gì tức là không làm gì. Đúng rồi. Tôi... Cô muốn nói gì? Tôi nói cô này, nếu muốn cảm ơn thì cô không cần nói nữa đâu. Lần này bố mẹ tôi đến chủ yếu là muốn thăm tôi, tiện đường đến gặp Lục Hạo luôn. Tôi không định cảm ơn cô. Tôi muốn nói là tối nay tôi nhất định sẽ mang bản lĩnh thật sự của mình ra, chăm sóc vị khách VIP này thật tốt. Thôi đi, cô sớm quá. Ông tôi bà tiền mời đi bên này. Anh à, anh nhìn chỗ này đi, bên này. Điều kiện ở đây cũng tốt đấy. Phải, em thấy chúng ta nên ở thêm vài ngày. Ông tôi bà tiên, tôi là quản gia cá nhân của ông bà, Linh Gia Gia. Cô chính là Gia Gia. Dân, chúng tôi từng nghe con gái nhắc đến cô. Bạn của con gái chúng ta, xinh đẹp y hệt con gái của chúng ta. Anh đang khen ai vậy? Sang Sang, con gái. Hiện tại tôi Sang đang làm gì, không tiện chào hỏi ông bà. Đợi khi cô ấy tăng ca sẽ thu xếp thời gian dành riêng cho ông bà. Tôi hiểu, tôi hiểu. Thanh niên mà, công việc đã lên hàng đầu. Nào, mời hai vị đi lối này. Được, đi. Bảy giờ đúng, anh sẽ đón em dưới lầu. Tối nay phải mặc trang phục lịch sự nhé. Đang định hẹn hò với ai thế này? Đâu có. Tôi chỉ muốn xuống dưới nhà mua đồ ăn. Khoai lang, mua khoai lang. Không muốn nói thì thôi. Không ép cô. Ôi trời ơi, cả người cô đã đang tỏa sáng lấp lánh đấy. Vậy sao? Hay là cô cũng trang điểm giúp tôi đi? Nhưng hôm nay tôi cũng hơi vội. Hãy cô giúp đứa bé đáng thương này đi. Được, được, cô đợi một chút. Hay là cô tự cái váy này đi, siêu hợp với cô đấy. Nếu không chê thì cứ mặc váy của tôi. Không chê, không chê. Ôi trời ơi, đẹp thật đấy. Còn cái này nữa, vũ khí tất thắng đấy. Cho cô đấy, cố gắng bổ sung nữa, xinh đẹp hơn nhé. Cảm ơn tiểu tiên nữ. Có hai thứ này là giúp đỡ lớn nhất rồi. Tối nay biệt thự trên núi được đặt trước rồi. Hơn nữa là bao trọn. Không thể nào, chi phí trên núi đắt như vậy. Ai mà xa xỉ vậy? Hệ thống báo là giám đốc David. Giám đốc David. 1, 2, 3. Đừng cử động. 1, 2, 3. Giám đốc David. Giám đốc David, tối nay anh đẹp trai quá. Khí chất quá đi. Chú ý thái độ. Đẹp trai quá. Giám đốc David, hôm nay anh đúng là đẹp trai vô biên. Đẹp trai kinh khủng luôn. Khen ngợi cũng cần chú ý chừng mực. Trước mắt khách hàng không được dùng những từ ngữ phô trương như vậy. Là đại nhân mỹ nam của khách sạn, có dùng từ gì cũng không quá trướng. Lúc nãy cô nói trong bộ đàm là tìm tôi có việc gì? Giám đốc ta biết là thế này. Chuyện tối nay tôi tổng cho bà tiền đến đây, anh có biết không? Biết. Họ thích biệt thự trên núi, muốn thuê 2 ngày. Khách đang ở đâu? Tôi xếp cho họ ở quán cà phê. Giám đốc David, anh xem chuyện này nên xử lý thế nào? Ưu tiên cho khách. Nếu như khách cần tôi sẽ nhường. Vậy thì mời anh nhường chỗ. Là người giữ danh hiệu chìa khóa vàng của khách sạn mà không có ý thức chút nào. Ta tổng giám đốc David đã. Tôi đã trả tiền theo giá thị trường hôm nay. Đáng lý tôi cũng là khách của khách sạn. Nếu khách sạn cần, tôi có thể nhường biệt thự trên núi. Được. Vậy bây giờ tôi thay mặt khách sạn thỏa thuận với anh. Tôi không đồng ý. Anh là phó tổng giám đốc của khách sạn. Lẽ nào anh muốn giành với khách VIP sao? Hiện tại đang là giờ tăng ca. Tôi cũng là khách của khách sạn. Khách sạn có nhiều nhà hàng như vậy, anh có thể đổi chỗ khác không? Tôi muốn cho cô ấy thứ tốt nhất. Cô ấy. Anh đang mượn việc công làm việc đi. Chuyện này tôi học từ anh đấy. Tôi hỏi anh một lần nữa. Anh có nhường hay không nhường? Vốn dĩ tôi định nhường, nhưng bây giờ anh đến xin nhường, vậy thì tôi không nhường nữa. Ngỡ người làm gì? Đi theo tôi.
Em lên đường rồi. Anh làm gì xong báo cho em một tiếng. Mình cùng đi gặp bố mẹ em. Lục Hạo, sao cậu vẫn chưa tan ca? Tối nay để tôi dọn mấy thứ này là được. Cô mau tan ca đi. Nhưng hôm nay tôi làm ca đêm. Tôi vừa mới đến. Đừng làm nữa. Làm ca đêm không tốt cho sức khỏe. Để tôi làm cho. Đi 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 đi. Sao vậy? Tôi tổng xin lỗi. Vì từ ở trên núi mà Ninh Gia Gia vừa đồng ý với ông đã được người đặt trước rồi. Ninh Gia Gia vẫn đang trong kỳ thực tập, chưa thành thạo quy trình, đã tùy tiện đồng ý với ông. Tôi thay mặt cô ấy chân thành xin lỗi ông. Không có gì to tát đâu. Tôi và mẹ con bé chủ yếu là đến thăm con gái của chúng tôi. Hai người không cần xin lỗi, phải không? Phải đấy. Tuy hơi thất vọng, nhưng lần sau chúng tôi sẽ còn đến. Ông bà yên tâm, tuy biệt thự ở trên núi đã có người đặt, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị biệt thự lộng lẫy nhất cho ông bà. Được biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ông bà, chúng tôi đã chuẩn bị một vài tiết mục đặc biệt. Tà Tổng, cậu có lòng quá. Tiết mục gì vậy? Lát nữa bà sẽ biết ngay. Mời ông bà đi lối này. Mời. Được, đi xem. Tôi dẫn mọi người đi xem. Mời đi lối này. Lối này. Mọi người chuẩn bị tiết mục gì vậy? Nếu người đó chưa hiểu việc đời thì dẫn người đó đi xem thế gian phồn qua. Nếu người đó đã trải qua những bể dâu thì đưa người đó đi xem vòng quay người mẫu. Với người phụ nữ thành đạt như mẹ cô, chiêu này là hiệu nghiệm nhất. Cảnh này đẹp quá đi mất. Huyền ảo quá. Nào, ngồi xuống trước. Cảm ơn. Xin hỏi hai vị có gọi món ngay không? Cứ làm theo những gì tôi đã đặt trước. Cảm ơn. Không ngờ anh biết nói tiếng Pháp. Một chút thôi. Nhiều dụng cụ ăn thế này, lẽ nào chúng ta sẽ ăn đại tiệc 13 món kiểu Pháp trong tiền thuế sao? Thích không? Trước kia lúc đi học, em có nghe giáo viên chúng em giảng 13 món này phải tuân thủ nghiêm ngặt trình tự và cách ăn. Em luôn nghĩ là dùng để ra vẻ. Không ngờ hôm nay em cũng dùng đến. Em không có ý nói anh ra vẻ đâu. Em... Hôm nay không phải chỉ có hai chúng ta đó chứ. Hai chúng ta hẹn hò, tất nhiên chỉ có hai chúng ta thôi. Anh không vì em mà lén đi cửa sau đấy chứ. Anh đã thanh toán tiền rồi. Cảm ơn. Món khai vị này là linh chi, trải qua nhiều công đoạn nấu nướng. Linh chi? Có vẻ như rất đắt. Linh chi tươi mộc quang. Anh thấy em gầy thế này, bình thường làm việc mệt mỏi như vậy, nên bổ cho em. Mau ăn đi. Rốt cuộc nên dùng thì nào đây? Món này trông đẹp quá, em không đỡ ăn. Em chụp bức ảnh trước đã. Dùng bữa xong chúng ta còn chụp ảnh nhé. Được, anh ăn trước đi, anh ăn trước. Ông xã, anh nhìn chỗ này, thích quá. Nhìn anh kìa, lâu rồi không thấy anh vui như vậy. Phải, nào, cẩn thận đấy. Em xem. Ông Tô bà tiền. Món này chuẩn bị riêng cho ông bà. Ông bà chưa vui nhé. Cảm ơn cậu Tạ Tổng. Cậu rất có lòng. Hay là tôi giúp ông bà chụp tấm hình nhé. Được đấy. Nào. Ông xã, nào. Nào nhìn bên này. Được rồi. Em mau ăn đi. Anh ăn trước đi.
Vậy chúng ta cùng ăn. Anh ăn trước đi. Thôi được, vậy anh ăn trước. Thì ra là dùng tiền này. Ngon quá. Cố lên, vẫn còn 12 món. Anh cẩn thận thôi. Từ từ, đâm trúng em rồi. Mau mau, xoay đầu xe. Cảm ơn. 13 món rồi. Merci. Cảm ơn. Đây là món cuối cùng rồi nhỉ? Em thích không? Thích thích. Còn cần gọi món gì khác không? Không, không cần đâu. Em thực sự no lắm rồi. Em thích là tốt. Không vui sao? Đâu có, em rất vui. Làm sao vậy? Có người không hay lắm đâu. Chúng ta về thôi, không còn sớm nữa. Ngày mai em còn phải đi làm. Bây giờ mới 9 giờ. Em quen ngủ mỗi ngày mười mấy tiếng. Anh muốn cho em một bất ngờ nhỏ. Sau khi xong, em hẳn quay về được không? Còn nữa hả? Bất ngờ gì vậy? Nghe nói tiết mục này được các cặp yêu thích nhất trong khách sạn. Anh cũng muốn trải nghiệm với em. Không. Lần trước em vừa mới rớt xuống bể vô cực, xuống nữa chết đuối rồi, anh quên rồi sao? Không được đâu, em sợ nước. Không được. Không được đâu, cảm ơn. Xin lỗi, anh quên mất. Không sao, chúng ta về đi. Xem ra cuộc hẹn hò hoàn hảo này bị anh làm hỏng mất rồi. Đâu có, em thấy rất tốt. Nhưng mà em không thích. Em không phải là em không thích. Chỉ là em thấy nó quá tốt, trên mức bình thường của em. Em không hưởng thụ nổi. Có phải là anh làm chưa tốt chỗ nào đó không? Không có, anh đã làm rất tốt rồi. Chỉ là áp dụng với em thì có không xứng lắm. Em chỉ là một cô gái ngồi xe buýt ăn tôm hùm đất cây. Anh dùng những thứ này cho em đúng là lãng phí của trời. Anh không thấy vậy. Anh thấy em xứng đáng. Anh nói đi, tối nay có phải là anh tốn mấy chục ngàn đồng được không? Tốn nhiều tiền như vậy, em nghĩ anh không trả nổi sao? Em không có ý đó. Giờ anh vẫn còn nợ tiền giống như em. Anh làm lớn như vậy thì chắc chắn là em không thể yên lòng nổi. Anh biết ngay lại là anh ta, là Tạ Phạn Vũ. Em đâu có nhắc là anh ta đâu. Anh không phải là con nhà giàu gì cả. Anh làm mọi việc không thể muốn gì làm lấy như anh ta. Nhưng anh chỉ muốn cho em biết, anh cũng có thể chăm sóc tốt cho em. Em biết là anh rất tốt. Nhưng em không cần anh chăm sóc đặc biệt. Thực ra chúng ta có thể giản dị một chút. Anh hiểu không? Vậy nếu là Tạ Phạn Vũ thì sao? Anh ta làm những điều này, em có vui không? Lần này không phải là em nhắc đến là anh đấy nhé.
Vậy nếu như em không thích thì chúng ta về thôi. Xin lỗi, hôm nay đã làm em ấm ức rồi. David, thực ra anh làm những điều này em rất cảm động, đã vô cùng quá hảo rồi. Hôm nay chị quá dạy thất bại rồi. Lần sau đến chỗ em thích nhé. Được, lần sau em sẽ theo anh. Được, trụ đến đây. Ai trước đây? Tôi trước, ba con năm, bốn con sáu, thêm một con. Lục Hạo, anh ở đâu đấy? Giờ bọn em đang ở quán ba, anh có đến không? Bốn còn sáu thắng rồi, anh thắng rồi, tôi thắng rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhé. Mọi người uống thoải mái nhé. Nào, ngon thật đấy, khá ngon đấy. Trời ơi, sao vậy? Cô xem nhìn này, cô mau nhìn này. Hai người bọn họ hẹn hò lúc nào vậy? David, tại sao anh lại đăng trên trang cá nhân? Công khai quan hệ của chúng ta. Anh nghĩ như vậy có thể làm em có cảm giác an toàn hơn. Em đâu thiếu cảm giác an toàn đâu. Xem ra lần này anh là hiểu lầm ý của em rồi. Nếu làm vậy khiến em không vui thì anh xin lỗi. Không phải em không vui, chỉ là em cảm thấy hơi kỳ cục. Nhạc nhiên anh với địa vị của David ở khách sạn, anh ấy sẵn lòng công khai quan hệ của hai người, chứng tỏ anh ấy rất quan tâm đến cô. Rốt cuộc cô đang để ý chuyện gì? Không phải trước giờ cô vẫn thích anh ấy sao? Tôi không biết. Tôi cảm thấy tôi ở bên anh ấy, tôi giống như một vị khách. Cô biết không, tôi chỉ là một vị khách VIP thôi. Còn anh ấy giống như một chìa khóa vàng làm tròn chức trách, chỉ đủ một cách để dỗ tôi vui vẻ thôi, nhưng tôi lại không vui. Anh ấy không biết tôi đang nghĩ gì. Tôi cũng không biết rốt cuộc là anh ấy đang nghĩ gì. Tôi bực bội quá, có phải là tôi tham lam quá rồi không? Nhạc nhiên, thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô. Tôi có gì đáng ngưỡng mộ đâu. Chắc cô không biết, được công nhận trong một mối quan hệ yêu đương là chuyện hạnh phúc thế nào đâu. Cô và Tiêu Triển cãi nhau à? Cô và anh ấy rất hợp nhau vậy, tại sao anh ấy lại cãi nhau với cô? Không phải cãi nhau. Có phải anh ấy quên mất cô không? Dạo này hình như anh ấy không nhớ rõ tôi lắm. Tôi cảm thấy thực ra mắc bệnh này cũng khá tốt. Cô nghĩ xem, tối ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ quên hết mọi phiền não của ngày hôm trước. La Phi, cô yên tâm đi, anh ấy sẽ khỏi bệnh thôi. Đến lúc đó thời kỳ yêu đương của hai người sẽ là 24 tiếng, 48 tiếng, 72 tiếng. Hai người nhất định sẽ ở bên nhau lâu dài. Nào, thêm một ly nữa. Bố ngồi xuống uống thêm một chút nữa đi. Tuyệt quá. Nào, tôi sang cùng uống nào. Tình yêu chó má, cút đi. Tối nay mọi người quẩy lên cho tôi. Uống rượu. Cô ấy làm sao vậy? Không biết. Uống rượu. Mau uống rượu. Tạ Tổng, anh làm sao vậy? Có phải bị gì kích thích không? Tạ Tổng, cậu cứng tâm một chút. Anh chú thuốc Tạ Tổng à? Cô mới chú thuốc cõi thì có, tôi lại tra thẳng. Mẹ con lâu rồi không vui như vậy. Bố có thể nghỉ ngơi rồi. Làm gì vậy chứ? Phải đấy. Mẹ mau xuống đi. Không sao. Tạ Tổng, uống rượu. Tạ Tổng, quẩy lên nào. Tối này nhất định phải quẩy lên. Cô thấy cháu cũng được đấy. Cô bấm đốt ngón tay. Hôm nay chắc chắn là cháu thất tình. Mẹ đừng nói lung tung. Thất tình. Mẹ bớt nói vài câu đi. Thành niên ấy mà, đừng treo cổ trên một cái cây. Cậu xem tôi sang nhà chúng tôi tốt biết mấy. Xinh đẹp thế này mà. Hai đứa rất xứng đôi đấy. Mẹ, con có bạn trai rồi. Uống rượu. Không uống là tôi đuổi việc hai người. Cậu ta có ngon thì đến đây. Uống. Mẹ đừng uống nữa. Nào tôi uống. Bố khuyên mẹ đi. Bố cũng thấy Tiểu Tạ được đấy. Bố thích cậu ấy. Bố đây là Tạ Tổng. Mẹ cũng thích. Nào Tạ Tổng, cười một cái. Mẹ mau xuống đây. Tôi nói cậu nghe, thất tình là chuyện nhỏ, không có gì to tát hết. Đại Hải, anh đi lấy rượu đi. Tôi muốn là loại mạnh nhất. Mau đi.